Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh Gà Rừng Bình Phước nha. Rồi, mưa gió nhà mình làm thêm món này đây. Anh em nào có nhu cầu thì mua về cho gia đình sử dụng hoặc làm quà biếu hoặc là cái gì đó cũng được. Món này nhậu mấy bia này hết sảy luôn á. Điều đấy, điều Bình Phước đấy, đặc sản Bình Phước. Đặc sản quê mình đây. Mình rang bằng bằng củi nhá. Đây này. Đó. Bịch cũng được mà hộp cũng được. Ai mua thì liên hệ lại với mình nhé. Cái này nằm quả biếu thì tuyệt vời. Tại vì bây giờ là phẩm màu bánh trái thì nó không tốt đúng không? Cái này là natural này, hoàn toàn tự nhiên luôn đó. Đó, hạt điều Bình Phước là đã có thương hiệu trên toàn thế giới rồi. À, anh em mua thì nhớ gọi điện lại nhé. 240.000 một ký, ship thì mất khoảng 30.000 nữa, tiền thu hộ đấy. Đó, điều Bình Phước thì nó nhỏ hơn một điều điều Campuchia. Điều Campuchia thì nó to hơn nhưng mà chất lượng nó sẽ không không bằng điều Bình Phước nha. Đây này, hạt điều rất là to và mẩy này, chất lượng thì tuyệt vời, làm được rất là nhiều món ăn, ví dụ như là nấu chè này, làm sữa này, sữa điều này, lên mạng là search ra này thấy hết à. Hoặc hạt điều rang, hạt điều xào thịt gà này, hạt điều xào rau củ này, nhiều nhiều món lắm. Đây là cái vỏ lụa này, hạt điều này đã rang rồi, vỏ lụa này về cái là bóc ra là thưởng thức luôn này. Đó, rất giòn này, rất giòn và ngon này. Hạt điều bằng muối cho nên nó tốt, cái hạt nó còn nguyên vỏ lụa thì nó sẽ sạch sẽ hơn là cái hạt bóc vỏ lụa. Đó, hạt vỏ lụa này nó lớp màng là bảo vệ, ăn rất là béo và giòn rụm mà ngon lắm. Đậu phộng ăn nó ngon nhưng mà cái này nó còn ngon hơn gấp nhiều lần đậu phộng, và rất tốt cho tim mạch và xương. Các bạn lên mạng search tìm một cái công dụng hạt điều sẽ thấy cực tốt luôn, hạt cực tốt luôn đó, là mẹ nào rang mẹ đấy, nóng hổi luôn. Một bịch như là nửa ký là 120.000. Dạ, ngon lắm. Đó. Không bị sâu, không bị gì hết, giòn, rất giòn. Ngon lắm. Đây. Quả biếu thì cho vào hộp này. Nếu đẹp. Nó còn muốn tiện nữa thì đây, bịch ra. Rồi, anh em nếu mà muốn mua hay là muốn gì đó thì điện liên hệ lại cho mình nhé. Rồi, xin chào, chúc anh em và mọi người sức khỏe dồi dào nhé. Nhớ ủng hộ sản phẩm sạch nhà mình nhé. Đấy. Thuê trẻ rồi còn nó tự rang hết đấy, đều rang muối đấy, chất lượng tuyệt vời. Ai ăn được một lần thì biết. Yeah. Ai đến nhà cho ăn thử miễn phí luôn. Chào anh em nhé.